có ai. Dạ con chào cả nhà đã quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà. Dạ con xin chào cả nhà quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà. Thì cả nhà ơi, hiện tại anh em con đang ở ngôi nhà của cô gái. Dạ. Và vừa tới đây á, trời tự nhiên kéo đe mây đen mịt mù luôn cả nhà. Dạ. Tự nhiên mới có trời đang nắng chang chang. Thì tới đây á, anh em con thấy là tiếng động trong nhà khá là nhiều cả nhà. Gian trời hết. Đó cả nhà nghe. Lần này anh em con chưa có đến luôn cả nhà. Chỉ ngồi ở đây và cách đây cũng khá là xa nhưng mà xa. Nghe được những cái tiếng động. Giờ này cả nhà thấy gió cũng đâu có lớn đâu, nhưng mà cả nhà con thấy ở trong đó nha, có những cái cây cối ở trong nó làm xào xạc và nó làm cạch cạch cạch. Anh em con cũng chưa có dám vào cả nhà, tại vì trời chỉ mưa chứ trời sấm nữa, anh em con sợ vô nhà có cái bất chắc gì. Anh em con mới ngồi đây nói chuyện cả nhà một xíu. Thì cả nhà ơi, clip trước đó cả nhà có thấy là sau khi mà anh em con để máy ở ngoài, anh em con có thì để máy xem lại và có thấy một cái bóng trắng và một bóng đen cả nhà. Thì ở ngoài này, còn ở ngoài cái cây á, có một cái sợi dây xích nó trói quanh ba cái cây gáo. Ba cây gáo này. Và anh em con có một suy nghĩ là không biết là vong linh đầu sọ đó, ma da đầu sọ đó còn ở đó hay không. Tại vì cả nhà nhớ lúc mà con không biết cả nhà có coi của cậu con hay không, mà có coi từ lúc đó tới giờ chưa. Thì cái lúc đó cậu con không phải là quýnh chết ông ta luôn, chỉ làm ông ta suy yếu và ông ta giống như là không có còn sức mạnh nữa cả nhà. Yeah. Nên ông ta trốn đi. Mà bây giờ giống như là cũng trải ra 3-4 năm rồi. Thì con nghĩ cái nỗ lực hay là cái của ông, linh khí của ông nó tụ về lại đủ cả nhà, nên ổng quay về đây và ổng định bắt thêm những cái vong đến đây làm hại giống như lúc trước mà bắt cô gái vậy đó cả nhà. Thì lúc mà con với Huy đi ra ngoài và xem lại cái video á, thì con thấy có một cái bóng đen cả nhà. Cái bóng đen nó lộn như nè, nó lộn rồi nó chụp ngay chân cô gái và cô gái biến mất theo cái bóng đen đó luôn cả nhà. Và lúc mà cái bóng đen vừa xuất hiện cả nhà không biết có nghe được cái tiếng dây xích cả nhà, giống như là cọng dây xích mà chối người ta lại kéo vậy, và gột gạt. Và con nghe tiếng la của cô phát thanh lên từ sau khi mà cái cọng dây xích nó phang lên cả nhà, thì cô mất theo luôn. Dạ. Cả nhà, con sợ là ông ta còn và đang gọi là núp làm hại cô gái ở đây, giống như trước kia ông ta đã làm với cái mối lương duyên của ông ta. Dạ. Ông ta chứ Huy có nghĩ là ông ta ổng vẫn còn yếu, nhưng mà ổng đang núp ở trong cây gáo, ổng bắt những linh hồn khác, điều đó ổng làm cho cái linh hồn của ổng mạnh lên. Không biết nữa. Mà ông ta trước kia cũng làm cũng trước kia đã từng khống chế cô gái và tức là cái gì bắt giữ cô á. Ừ, nghe nói cái mối tình của cô với ông ta là mà, rất lâu kiếp về trước rồi. Mà cái đó ổng chính nói à, mình cũng không biết đó nha, cậu con cũng không biết, tại vì chính ổng nói là cái cô gái này là hồi lúc trước thì nói chung là hai người thương nhau đó. Yeah. Và ông ta chết, và bây giờ cái nỗi thương của ông ta vẫn còn, và ông ta muốn bắt cái cô gái này theo đời đời kiếp kiếp, nhưng mà chỉ có ông ta nói thôi, cũng chưa biết có phải là ông ta thật sự là cái cô gái này lúc trước là thương ổng mà hoặc là thương ổng luôn cả nhà. Thì kiếp này người ta cũng đã có nợ thì người từ từ người ta cũng trả hết thôi, chứ đâu phải là ổng muốn bắt người ta là bắt. Con nghĩ ông ta chỉ nói dối một phần thôi, còn một phần ông ta muốn chiếm giữ cái linh hồn của cô gái này làm một cái chuyện gì đó, hoặc là muốn sát hại cái linh hồn của cô gái này để cho cái linh lực của ổng, hoặc là cái linh hồn của ổng mạnh lên không chừng nữa cả nhà. Thực sự là ông ta khá là lì lộn cả nhà. Dạ. Cái bản tánh của ông ta rất là khó khuyên, dượng đi với anh kia thì đã rất là nhiều lần khuyên, đánh cũng rất là dữ. Dạ. Đánh ông ta thậm chí là xém hồn siêu phát tán luôn cả nhà, nhưng mà ông ta vẫn vậy. Dạ. Đến cuối cùng thì dượng con cũng tìm ra cách là khiến cái linh hồn ông ta suy yếu.
mới giúp được cô gái đi. Và bị tổ thần nữa cái nha. Nói chung là cậu mình thành công cái vụ đó thì cũng nhờ một tay của vị thủ thần ở trên mảnh đất này cả nhà. Thì con còn nhớ cái tướng của vị thủ thần đó cả nhà, hình như khá là bự con cả nhà. Dạ. Và cái tướng đi của ông ta, hình như là ông ta chỉ ông ta ở bên vách bên đó cả nhà. Thì anh em con chỉ thấy trong cái video lại thôi, còn thật sự anh em con nhìn ngoài đời thì chưa có gặp ông bao giờ. Thì con nghĩ ông chưa có biết cái vong linh này đã trở lại rồi, nên ông chưa có đến đây mà ra tay giúp đỡ cho cái vong linh này. Thì bây giờ chắc anh em con sẽ vào trong đó nha, và coi thử cái gì ở trong. Với lại anh em con cũng muốn biết cái da đó còn cái hình hài của ông ta trong đó hay không nữa. Thì đi vô trong với con cả nhà ơi. Con đến bữa nay anh em con đi ngược lại cả nhà ơi, tại bên kia có cái cầu. Cả thằng quê rồi cái nhà đang kịnh luôn nè cả nhà. Hồi lúc đó hình như là cái vong linh của Maya đó xuất hiện đây như thế gì nè Huy. Đúng rồi. Nhiều lắm kìa. Ở trên cây này nhảy xuống cũng có nữa. Lặn từ ở dưới, lặn lên. Kéo cổ Út nhớ không? Lúc mà kéo cổ Út xuống dưới cũng vất vả lắm, cái nước rất sâu. Hình như con nhớ cái mùa đó là cái mùa nước lên cái nha. Cái gì vậy? Cái gì nữa? Cái nhà nghe em cái nhà. Ôi, cái gì vậy? Cái gì đâu? Cái sao cái cửa nhà thấy không? Thôi kệ đi, sắp nhang này cái đi rồi mình đi vào bản. Ê, ui, 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 ui. Để con sơm lên cho cái nhà xem cái gì. Mái tóc Huy ơi. Bít cái cây rồi, nó tiêu rồi. Phước cái cây rồi, phước cái nhà rồi. Thôi thắp nhang này đi rồi mình đi vô chẳng thử rồi. Đó đây chứ đi. Không lẽ là cô gái. Không biết nữa. Cô gái giờ này hiện ra được trời. Tôi nghĩ giờ này không có nắng nè. Thì nếu ông mà có nơi này á thì cho phép anh em tôi được gọi đến ông ba nén hương. Và cũng muốn là giúp đỡ ông. Nếu tâm ông đã buông bỏ và có ý chí tu tập ở nơi này theo một cái hướng thiện, thì anh em tôi muốn là ngỏ ý giúp ông đưa ông vào chùa. Còn nếu để ông dễ dàng nghe kinh kệ hưởng hương khói của chùa và hàng ngày nghe tụng nhà bệnh kêu vào để dễ dàng đi hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nhà cái nhà bệnh nó rung lên hoài luôn đó nha. Con nghĩ cô gái giờ này xuất hiện ra được đó nha. Sao rồi, cầm đồ cúng đi. Đi qua bệnh thử coi. Gió lên như thế này. Nam mô Di Phật. Thì cô ơi, nếu mà cô hiện tại trong căn nhà thì cô mạn phép xin phép cô cho hai anh em con vào trong để có thể là thắp nhang khói cho cô để cúng kiến cho cô được không cô? Gì vậy? Gì vậy? Cái gì? Ê. Mô Di Phật, cô ơi. Sao bấy lâu á anh em con cũng cái nhà. Cũng không có dịp mà đi ngang đây để cúng kiến cho cô, để khuyên cô giúp cô đi vào chùa. Thì bây giờ anh em con trở lại chứ tâm ý là muốn giúp đỡ cô. Hay con đứng bên này để cho Huy nói chuyện với cô. Không biết sao bấy lâu á cô làm gì ở đây rồi mà
cô có bắt gà bắt vịt người ta ăn nữa không? Ơi căng thẳng quê. Thôi cô đừng giận dữ, anh em con có hoa đã, hôm kia đã đến cúng cho cô rồi, và hôm nay anh em con lại đến để cúng cho cô nữa. Nhưng mà anh em con có thấy là một con linh ở đây nữa. Đâu rồi? Còn đứng đâu? Còn Huy ơi. Ở đâu rồi? Né né Huy, né né Huy. Không tiêu rồi. Không tiêu rồi. Ủa? Đâu rồi? Ngồi đi. Cầm đồ vô thử đi. Đốt ra đốt nhang đi vô thử đi. Cẩn thận nha. Ê, Quy ơi, Quy ơi, Quy ơi, Quy. Được không? Được không Quy? Quy được không? Nhà con sẽ đặt cái máy xa ra để anh em đốt cho cô ba cây nhang đi ơi. Dạ, dạ. Cái gì cẩn thận trên hết nha. Không được thì kêu nha. Không được kêu tôi vô tiếp nha. Ê, 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 ê. Ở trên nhà thòng xuống. Cái môi chỉ được học thôi. Không biết là anh em con tới chậm trễ, nhưng mà anh em con cũng có rất là nhiều con linh khác để anh em con giúp đỡ nên mới chậm trễ đến như vậy. Con mong cô á đi chậm trễ có cái lòng. Cẩn thận Huy ơi. Có cái lòng muốn giúp cô thì con mong cô là không có trách nhiệm anh em con. Thôi để anh em con vô cúng kiến cho. Huy ơi, Huy ơi, Huy. Máu Huy ơi. Mi giải có máu kìa. Hay dính máu không? Nam mô Phật. Rồi. Huy hỏi cô thử có ăn gà vịt không mà sao dính máu dính nó một lần gì? Cô sao trong thời gian anh em con Quy nói chuyện lớn tại mít không có Quy. Trong thời gian anh em con đi á, cô lại ăn bắp gà vịt ăn đúng không? Cô để con gửi đến ba cô ba nấu hương. Cô để yên cho anh em con cúng cho cô đi. Cẩn thận nha. Ê ê Quy ơi, Quy 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 xíu nữa. Mấy cái cây đó nữa kìa. Xíu nữa ngay mặt Quy luôn rồi. Thôi. Tự nhiên chờ âm mưa luôn đó nha. Có thể là mưa tới. Thật là cái âm khí của cô này quá nặng đó nha. Cô là không giữ, trở nên không giữ này.
Anh em cô đâu làm gì cô đâu. Con tới lần trước cũng cúng, cô cũng ra ăn rồi, ra hưởng rồi. Lần này cũng vậy anh em, cho anh em con cúng kiến cho cô đi. Nặng nghe. Ê ê ê ê ê ê ê ê xém nữa. Thôi đứng ngoài đây hấp cho cô đi. Đứng xích xuống dưới đi. Ừ đứng bên móc dách, dách đó đi, đừng có đứng. Đúng rồi. Đừng có vô nha. Cô ơi, cô cho con cắm ba nén hương này đi. Rồi cho con đi vào trong đi. Cẩn thận nha. Cô ơi, bây giờ tôi nghe lại anh em con đi. Bây giờ anh em con muốn là đưa cô vào chùa để cô có thể là nghe kinh kệ người ta đọc hàng ngày, những sư thầy có đạo hạnh cao sẽ giúp những con linh như cô á sớm ngày đi siêu thoát, đừng ở đây mà ăn gà vịt của người ta nữa. Cô mà cứ ăn gà ta. Vào trong nữa. Ừ, cái gì? Cây đóng hết rồi. Vô trong được không? Nhắm vô được thì vô ngang, vô không được thì thôi nha. Không có miễn cưỡng nha. Chúng chưa thử chứ sao rồi. Chưa đi thử đi. Chứ không lẽ giờ ở ngoài hoài. Em ôi đi, còn con nghe con đi. Cái đu gớt hoài luôn á. Em ôi đi được không? Có cái nó tới quại đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. Thì cô ơi, anh em con đến đây cũng đã xin phép cô rồi. Thì anh em con không biết á là cô có cái sự bị sự khống chế gì của ông ta hay không. Nhưng anh em con đến đây một lòng một dạ để cúng kiến cho cô và giúp đỡ cô. Nếu mà cô tin tưởng anh em con hơn ông ta thì cô hãy nghe lời anh em con, cho anh em con vào nhà để biết được cái câu chuyện của cô và cúng cho cô một ít đồ để cô hưởng. Nghe cô. Nam mô Di Đà Phật. Cái nhà cái cây nó trắng con với Huy không vô được cái nhà ơi. Niệm Phật ra đi Huy ơi. Không vô trong được đâu. Khó lắm. Được không? Còn không bây giờ cô ơi, nếu mà cô không cho anh em con vào trong cúng á thì bây giờ cô cho phép anh em con cúng ngoài cửa được không? Bây giờ vậy đi, anh em con sẽ bày một bàn đồ cúng ngay trước cửa để cho cô hưởng. Nếu mà cô đồng ý á thì con cầu xin cô đừng có tác động đến anh em con nữa và cho anh em con vô ngay cửa. Ê, ê, rõ ràng cái tay kìa, cái tay cầm cây kìa, mà cái tay nằm trên nóc nhà Huy ơi. Mà trên nóc nhà nó Huy thấy gì không?
Nghe cô. Trời ơi, cái cây rồi nhắm mình rồi. Cẩn thận nha. Nam mô Phật. Cô hãy buông bỏ chấp niệm đi cô ơi. Được không? Thôi để anh em con cúng ở ngoài, cô bỏ ảnh con ra đi. Để anh em con cúng ở ngoài thôi, không dám vô đâu. Cô biết rồi, cô sẽ không vô đâu. Cô thả anh con ra đi. Ôi trời. Cô ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bóng mạnh quá anh em con làm không lại. Cô ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô ơi. Ôi trời. Chồng ơi, anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Anh ơi. Ôi trời. Ôi trời, anh ơi. Tôi mất tiêu rồi. Cái gì? Bả không thấy luôn. Dựa gớt hay gì. Anh ơi. Ôi. Trời 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 trời. Ui. Bảy. Anh ơi. Sao vậy? Trời bả lội lên đây luôn nha. Ừ đi. Chết luôn. Máy này. Anh ơi. Sao lên được vậy? Sao lên đây trời. Anh ơi. Anh. Sao lên được đó vậy? Sao lên đây. Ôi, té đó. Té đó, té đó. Nó lên đó vậy? Không xuống luôn. Ủa, nãy bà kéo vô trong đó mà. Sao vậy? Té đó, té đó. Rồi, quay rồi, quay. Lần xuống được không? Sao mình quá? Vô.
không cho vô. Ba không cho vô. Cái gì vậy? Không cho vô rồi. Chắc anh em mình còn phải cúng nhà ở ngoài quá. Tìm lại cái cây đó thôi, cây gáo thôi. Chỗ đó vậy mà cao. Cao lên đó. Bây giờ mình cúng vào mé cửa đi. Mé cửa không? Anh lau cái ống kính. Mệt quá cả nhà. Cúng gà bà im gà rồi. Mệt á. Tại sao lúc đầu không cho con vô trong? Có nào bà ngăn cản mình vô chổng có chuyện gì không ta? Biết rồi. Mà nãy giờ không thấy được cái vong, vong của ông đó ha. Ông đó tôi nghĩ là ở ngoài cây gáo. Để 11 con đến đây dắt tối với Quy thử đi. Thấy gì không? Ê, biết đâu á. Ôi Di Đà Phật, cô ơi, thì bây giờ cô cho con vào trong thì con xin phép được cúng gửi đến cô những món đồ ở ngoài. Và cũng mong là cô hãy nói cho anh em con biết được vài điều để anh em con còn giúp được cô rời khỏi thế này. Con không biết là có phải là người đàn ông ở đây đã làm cái gì cô hay không mà tâm tính cô trở nên hung dữ thế này. Con mong lát nữa cô hãy ra hưởng món đồ cúng này và hãy để anh em con trò chuyện, đừng có tác động anh em con nữa. Nam mô Di Đà Phật. Cắm nhang xong rồi đi ra nha người, để cho cô hưởng đi. Đốt cái đèn cầy nữa kìa, chóng mặt quá.
tới cái cục gạch đó. Rồi, bây giờ con bỏ cái máy đây một xíu á. Con với Huy đi ra ngoài đây một xíu này. Cúng cho họ đi. Đi. Cả nhà ơi, mưa tới dưới đường ngoài chắc anh em con phải xin phép cô với cả nhà đi về quá. Nam mô Di Phật, hồi nãy giờ con không biết cô có xuất hiện ra hưởng được cúng của anh em con hay không. Thì bây giờ chắc anh em con xin phép cô là đốt những món đồ cúng này tại đây. Nếu mà cô hưởng được thì anh em con rất vui. Còn không hưởng được á thì cô hưởng nhang bánh trái giùm con nha. Tại vì mưa đến á, anh em con không có tiện ở đây lâu. Con sợ mưa sấm sét đồ với gió đồ, con sợ ở đây lâu bất tiện cho anh em con. Nam mô Di Phật.
phải chi mà lúc đầu anh em con đến là cô hiền hậu như vậy con mừng biết mấy. Còn tắm nữa. Nên con đến cô tác động quá trời rồi. Định hỏi cô chút chuyện để giúp đỡ cô mà cô làm quá anh em con cũng không dám. Không dám tiện ở đây lâu với hỏi cô nữa. Sợ cô tác động anh em con hoài. Bây giờ con với Duy cũng bị vậy nha, mưa tới ngoài kia. Rồi, mưa vô tới trong nữa, anh em con sợ ướt máy với ướt đồ, mất công nữa. Đám cháy này nãy giờ con cũng đã cúng kiến rồi, nếu mà có con linh nào hưởng rồi thì con rất vui. Rồi giờ con xin chia sẻ cho những con linh vật bé nhỏ như kiến gián mũi ở đây. Nếu có ăn thì chia bớt, xét tội cho anh em con, mua với được Phật. Mưa tới khúc cái này đó rồi cả nhà. Để con quay cái khúc mưa cho cả nhà xem. Trắng hết trời. Trắng hết trời cả nhà. Đường này đi ra nữa. Cả nhà nhìn thấy không, trắng tư hết trơn. Mưa hồi vô tới trong đây con với Huy sợ. Con cảm ơn cả nhà đã xem video của anh em con. Anh em quay đi đi.